Em sẽ khi các em mở DeepSeek ra, các em vào File New Project giúp cô. Đấy, quý nhấn vào là File New Project. File đi. Vào file em tạo click vào file, chọn vào file này. File ở phía trên. Quý làm giúp cô nhá. Đây cô đấy. Không em cứ làm lại file new project để cho các bạn bắt đầu file này. New. Đấy. New project. Rồi, các em chọn giúp cô là không phải là C cộng cộng nhá. Nhấn mạnh giúp cô là không phải là C cộng cộng, C. Em chọn là C giúp cô. No 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 no. Em chọn vào cái phía bên trái có hai cái, đúng rồi, C. Sau đó em kích vào chọn chọn cho cô là Make Default Language. Chúng ta học C chứ không, chúng ta không phải học C cộng cộng. Thì sau đó là kích vào Make Default Language ở phía dưới em ạ. Cái ô checkbox. Rồi, ở phía trên em chọn giúp cô là Console Application. Console Application. Cái màn hình đen đen ấy, console này ấy. Trên bên trái một chút. Console Application. Cô hướng dẫn các bạn để các bạn tạo project luôn nhá. Rồi, ok, bây giờ các em đặt tên project giúp cô. Đặt tên lưu ý là không đặt tên tiếng Việt có dấu, không đặt tên tiếng Việt có dấu, mà các em thường nói chung là nên đọc tên tiếng Anh hoặc là nếu mà tiếng Việt thì là không dấu nhá. Ví dụ em để đầu tiên là Hello One đi. Hello One là một cái ví dụ truyền thống. Đấy, từ hồi cái cuốn sách lập trình về chị Thảo xinh gái à, dám cãi lời cô à. Hey Hello One thành chị Thảo xinh gái à. Ghi sổ đen nhá. Rồi ok. Ok, chào chị Thảo xinh gái. Rồi ok. Sướng nhá, được lên ứng ví dụ rồi. Ok đi em, cứ mạnh dạn lên. Ok rồi. Dại gái quá quỷ ạ. Mày không nghe lời cô. Trừ điểm. Ok, đấy thì thấy không? Các em khi mà tạo đúng project thì nó sẽ ra một cái màn hình như thế này. Đấy thì tên project của các em là chị Thảo xinh gái. Rồi, có các ví dụ sau thì các em ép vào. Em ấn Ctrl S để lưu cái file này lại. Ctrl S. Ctrl S. Để khi mà các em nhìn cái file mà nó có dấu sao ấy, ấn hoặc là ấn và chọn File Save As. Đấy, bây giờ nó sẽ chọn lưu folder lưu trữ. Ví dụ các em chọn một cái folder nào đấy thì các em nên tổ chức cái folder nó hiệu quả bằng cách là ví dụ các em để ra. Đấy, ví dụ bây giờ em để bài 1 nhưng mà về sau các em phải để thành folder riêng. Ví dụ các em để một folder là FPT Uptake, xong rồi các em để một folder là trong FPT Uptake các em để kỳ 1. Đấy, bài học đầu rồi. Source code file C là đúng rồi. Đấy, ok em save đi. Các em để về sau cấu trúc lại folder nhá. Ví dụ như là FPT Uptake này, xong rồi xem 1, rồi xem 1 là môn đầu là môn C. Đấy. Thì các em để ý là bây giờ em tắt cái file này đi. Em tắt cái file này đi, rồi close đi. Hoặc ấn Ctrl W. Rồi, không tắt cái file untitled của em ấy. Rồi thì không thì em vào cái phần tắt cái file untitled đi. À. Bây giờ em mở cái project là chị Thảo xinh gái ra. À. Mở ra cho cô ra nào. Kích vào cái dấu cộng ấy. No, 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 no. Em kích vào cái dấu cộng. No, 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 no. Em đấy, kích vào đây. Bài học đầu tiên đúng không? C. Rồi, đây chính là code của các em. Thì khi các em tạo project thì các em làm đúng như này giúp cô nhá. Bước 1 là File New Project. Chọn Console Application. Chọn ngôn ngữ mặc định là C. Nhớ là C chứ không phải C cộng cộng. C và C cộng cộng nó có những cái khác biệt nhiều đấy. Ok, bây giờ các em cô giải thích giúp các em là đầu tiên thì cái phần là dòng 1 với cả dòng 2 đó là include. Thì include đây nó sẽ có lấy các cái thư viện mà các em hay dùng, ví dụ stdio.h là standard input output để cho các em có thể viết được các cái lệnh nhập và xuất dữ liệu. Đấy, sau đó nữa là cái phần clip là các phần thư viện cơ bản. Sau đó cái dòng số 3 là dòng trống, mục đích của dòng này để cho code nó đẹp thôi. Dòng 4 là gọi là chú thích. Chú thích có nghĩa là gì? Là khi mà code thì nó sẽ bỏ qua cái lệnh này. Đấy, bạn viết giúp cô một cái lệnh là prenet, quý viết giúp cô nhá. Hello one đi hoặc là em chào chị Thảo cái gì đấy cũng được. Đấy, thế sau đó nữa là inter main, nội dung thì tùy em nhá. Thế xong là inter main là hàm main. Đấy. À không biết được. Tiếng em viết tiếng Việt không giấu thôi. Chị Thảo viết hoa lên. Đấy. Chị Thảo chưa có người yêu à? Khẳng định luôn là chị Thảo chưa có người yêu. Ok nha. Chấm phẩy giúp cô. Chị Thảo chưa có người yêu. Chấm phẩy. Rồi. Ok chị Thảo nhá. Thảo confirm xem cái câu này là đúng hay sai, là print ra. Ok chị Thảo chưa có người yêu là chị lắc lắc rồi. Bây giờ làm sao để chạy được cái chữ này màn hình nữa? À if else à? Ok thì em biết if tiếp tiếp vào đi xem nào. Cô giới thiệu này, còn bây giờ cô tường thuật trực tiếp của đoạn code này của bạn nhá, là dòng số 6 inter main ấy,
Đây là một cái hàm main, và cái hàm main này là hàm chính của chương trình, và khi bắt đầu một chương trình nó sẽ bắt đầu vào hàm main. Em cứ code nhá, còn cô cứ nói, em thích code một đoạn if else vào đấy cũng được. Thì nếu mà chị Thảo thôi à, ngại à, ok nhé. Rồi, thế sau đó thì trong cái main kia thì các em có thể có cái tham số là argument với cả ARGV kia, thì những cái tham số đấy ban đầu các em có thể có thấy những cái ví dụ các em để trống cũng đấy cũng được. Nhưng mà các em bắt buộc phải có dấu ngoặc. Như vậy là các em sẽ viết là int main. Còn kia là các tham số đầu vào thì có thể là bây giờ mình chưa cần tham số đầu vào thì các em để cái dấu ngoặc đấy là ngoặc tròn trống và không còn cần có các tham số phía trong. Thế sau đó là các em có cái ngoặc nhọn. Ngoặc nhọn là hai cái ngoặc nhọn phía sau chữ đoạn dấu ngoặc tròn. Đấy thì tức là để mình bắt đầu một block code, tức là một khối code mình viết. Thế ví dụ trong khối code này bao gồm mình có nhiều lệnh. Nhiều lệnh, ví dụ đây là printf là chị Thảo chưa có người yêu đúng không? Đấy, câu hỏi chấm đúng không? Thì đấy là một cái lệnh sẽ được in ra màn hình. Đấy, thế sau đó nữa thì sau là return 0. Thì các em lưu ý chỗ này là bởi vì là cái return 0 này đây là buổi đầu tiên các em mới học thì return 0 này có vẻ hơi khó hiểu. Nhưng mà return 0 này thì nó sẽ trả về một kết quả là một số nguyên và là số 0. Bởi vì tại sao nó cần phải trả về? Bởi vì các em để ý ở phía trước hàm main ý, nó có chữ int. Đấy là kiểu dữ liệu của nó. Thì cái phần này cứ nói để các em biết trước, để còn về sau thì các em sẽ hiểu rõ hơn về cái lệnh return này cũng như là cái số main, cái chữ int. Còn lại thì bây giờ các em chỉ cần lưu ý giúp cô rằng là khi đó thì các em sẽ viết cái khối code của các em ở phía giữa chữ main với cả trước chữ return nhá. Đấy thì ví dụ đây là true false thì nó sẽ chưa ra đâu, thì bây giờ em tạm thời là em comment đoạn code để lại cho cô trước nhá, để chạy thử ra màn hình trước, sau đó tí thử viết sau nhá, nhập giá trị vào đã thì mới được. Thằng này nó chỉ có kiểu là số thôi, ví dụ nếu mà chọn một là chị Thảo có người yêu rồi, còn chọn hai là gì đó thì em nhập scanf vào nhá. Bây giờ chạy thử cho cô xem nào. Em đang quen C, đúng rồi, em quen C cộng cộng, đúng rồi, cái này nó khác một chút. Ok rồi, chạy cho cô đi. Em ấn excuse hoặc là em vào chữ excuse đi để cô hướng dẫn các bạn luôn. Excuse. Excuse nhá, excuse. Các em sẽ thấy là có F9 là compile, có nghĩa là các em biên dịch. Còn run là các em chạy. Còn thường thì các em sẽ phải vừa biên dịch lại vừa chạy để các em có thể là những cái code mới của các em thì sẽ được thực hiện luôn. Thì các em ấn F11. Đấy, compile and run. Ok. Em ấn đi. Ấn vào cái compile and run rồi. Hoặc là ấn F11. Này, nó F9 cái gì nó bé quá. Chỉ con không chữ nó hơi bé. Tọa không nhìn thấy. Ok rồi, bây giờ các bạn khác thử làm trên máy mình với ứng dụng đầu tiên Hello One giúp cô nhá, để test xem là môi trường là DevC đã chạy chưa với cái lệnh printf. Ok em tắt đây rồi, chị Thảo chưa có người yêu đúng không? Đấy thì đấy là nội dung in ra màn hình, em kéo xuống dưới cho cô. Kéo cái cửa sổ này thấp xuống một chút để có thể vừa nhìn thấy code và vừa nhìn thấy cái cửa sổ giao diện này để cô giải thích với các bạn lại code một lần nữa. Kéo cái cửa sổ này xuống một chút để cô có thể nhìn thấy cả code nữa. Chưa. Chưa em ạ, trên màn hình nó vẫn đè hết cả link code. Nó vẫn chèn lên trên. Rồi ok rồi nhá. Xuống nữa một chút đi để nhìn toàn bộ code rồi. Ok. Thì bây giờ cô giải thích lại đoạn code như sau này. Ví dụ như là chúng ta viết đoạn rất là dài nhưng mà nó chỉ in ra màn hình mỗi cái chữ là Thảo có người yêu chưa đúng không? Thế thì ở đây nó sẽ có những cái phần cơ bản. Cô nhắc lại như sau này. Khi mà tạo một chương trình các em cần phải tạo là project C, thứ hai là console và các em chọn đấy là ngôn ngữ mặc định. Thứ hai nữa là đối với một cái file thì nó sẽ có các phần chính như sau. Cái phần đầu tiên là include các thư viện, có nghĩa là khi các em dùng lệnh printf chẳng hạn thì nó là trong một cái thư viện nó đã định nghĩa sẵn và chúng ta phải viết cái lệnh như thế. Tức là nếu mà muốn in ra màn hình chúng ta phải sử dụng lệnh này, còn nếu mà ví dụ muốn nhập dữ liệu từ bàn phím chúng ta phải sử dụng lệnh khác, thì những cái lệnh này chúng ta sẽ từ từ học. Thế có nghĩa là đầu tiên là chúng ta cần phải include các cái thư viện. Thế đôi khi các em thấy không include nó vẫn chạy được bởi vì là do cái trình biên dịch đấy nó tự include vào trong quá trình mà mình biên dịch rồi nhá. Tiếp theo, cái dòng số 4 là dòng chú thích. Dòng chú thích này có nghĩa là đơn giản là để mình chú thích cho code. Mình chú thích cho code để mình hiểu được hơn đoạn code này. Thứ hai là đôi khi là mình có bị code lỗi thì mình cũng chú thích lại. Ví dụ như bạn đang chú thích dòng 9, 10, 11. Đấy thì có thể trong trường hợp này là bởi vì mình đang viết dở. Nó chưa đúng, cho nên mình chú thích lại. Thì khi chú thích lại thì chính biên dịch sẽ bỏ qua cái phần này. Thì tóm lại các em hiểu đơn giản đó là khi mà chú thích lại thì nó sẽ không có đọc cái lệnh này để nó biên dịch gì cả. Đấy, thì còn lệnh đây là main là hàm chính của chương trình và trong C nó là ngôn ngữ phân biệt hoa thường, cho nên là cái main kia các em phải biết đúng chính xác như thế. Ví dụ các em viết chữ m hoa ở đấy là không đúng nhá, hay main 1 cũng không được. Tức là một chương trình nó sẽ bắt đầu từ hàm chính, về sau nó có thể có nhiều hàm con thì mình sẽ học sau. Thế nhưng mà bắt đầu luôn luôn bắt đầu từ hàm chính đấy là main.
Sau đó các em printf ra. Đấy, printf thì mỗi lần printf các em sẽ in ra được một dòng thì kia. Thì ví dụ bây giờ Quý thử viết cho cô 2-3 dòng printf nữa thì các em sẽ thấy nó xem nó như thế nào nhá. Em thử viết cho cô một đoạn thơ vào đấy cho cô xem nào. Hoặc là printf một cái gì đấy khác vào để cho các bạn biết là in kết quả nó ra màn hình nó sẽ như thế nào. Thêm các lệnh printf khác thôi, để đấy cách các em học code nhá. Đấy. Đây là từ các cái ví dụ đơn giản trước. Đấy. Rồi thì em thử chạy cho cô xem nào. Hỏi liên tục này à? Thôi được rồi. Không hỏi câu khác à? Rồi chạy cho cô xem nào. Nhớ đúng rồi, bạn Quý đang sửa lại cái phần tab này đấy, các em ấn Command and Run này xem cái màn hình nó sẽ thay đổi. Đấy, tức là mình viết code là bản chất là mình sẽ viết vào đây và mình chạy. Thì cái hướng dẫn này của cô đầu tiên chỉ mà nhằm mục đích là hướng dẫn các em để test được cái môi trường của các em, là thứ nhất là các em đã chạy được FC chưa, thứ hai là các em biết cách tạo file chưa, thứ ba nữa là các em làm quen với với cái đoạn code này nhá. Đấy. Nếu có thì là ôi thật buồn à, nếu mà không thì sao? Thôi được. Không thì sao các bạn? Rồi ok, đấy, chạy đi, để bỏ lửng ở đấy nhá. Rồi, chạy đi cô xem nào để cho ra kết quả trên màn hình nào. M11 nha, M11 nào. Đợi, đợi em ạ, chắc là một lúc. Chạy nhanh lắm. Ai bảo là viết có chị Thảo xinh gái cho nên là mày mày nó chạy chậm lại chứ Hello One thì nó đã nhanh. Ok, có vài dặm. Để em chạy lại, có gì đó sai sai mấy dòng cô thôi mà chạy lâu thế. Khen cô không khen à? Không, cô không cần. Cô không cần khen cô. Dư Linh à, hài hước quá. Rồi. Đấy chưa các em, bây giờ là nhìn nếu mà viết này nhá, bây giờ các em sẽ nhìn thấy là gì? Tất cả chữ là trên một dòng, thế này chị Thảo sẽ đọc không kỹ được đâu. Đó, bây giờ làm sao để xuống dòng nhỉ? Làm sao xuống dòng cho chị Thảo dễ đọc hơn? Chị Thảo có người yêu đúng không? Nếu là có, ôi thật là buồn đúng không? Đấy, buồn với cả chữ nếu kia nó liền vào nhau, thế bây giờ làm sao xuống dòng được? Đấy, sượt N vào cho cô nhá. Các em nhìn thấy là cốt sượt sượt A thì là táp vào sượt sượt N nhá, sượt N chéo. Em đoạn cuối ấy, đấy, sượt N vào. Đây, ví dụ như này, sượt N đoạn cuối printf nhá. Sau cái chữ không ấy kìa, mỗi cái đấy em xuống dòng em sượt N, và như vậy là các em thấy cái gì? Printf mặc dù các em viết code thì xuống dòng. Đấy, thế nhưng mà khi hiển thị ra màn hình thì không có nghĩa là các em viết code xuống dòng thì nó sẽ xuống dòng. Đấy. Đúng không? Thì ví dụ như bây giờ mà các em viết code lên trên một dòng cũng được, thế nhưng mà nó code nó không đẹp. Nhưng mà code đây nó đang chỉ bảo rằng là viết ra in thôi. Sượt N nó cho vào đâu? Cho vào trước cái dấu dấu ngoặc nháy nháy kép ấy. Sau cái dấu hỏi chấm ấy. Sượt N lấy giúp cô. Đây, à? Đây đúng không ạ? Em viết đi. Không vào trong nữa. Thấy chưa? Cô chưa thấy gì ấy. Đấy đúng rồi, chỗ đấy, chỗ đó. Rồi sượt N vào đấy cho cô. Chéo từ trái qua phải. Ngược rồi, cái dấu sượt nó về từ bên này. Dấu sượt bị sai rồi, từ chéo quá phải. Cái dấu sượt của em là nó ngược chiều á. Đây ạ. Đúng rồi, đúng rồi. Đấy, bình thường viết code nhiều lắm. Cứ code vào kiểu chị Thảo xinh gái yêu đương này đâm ra là sai hết cả. Rồi, bây giờ chạy cho xem xuống dòng chưa. Rồi. Điều này để ví dụ cho các em là gì? Em chạy đi. Chạy là của em chắc chạy máy đấy, cũng hơi lâu lâu ấy. Hoặc là cái bài này chạy hơi lâu lâu đấy. Ấn F11 đi em. Compile and run. Rồi, bây giờ xem màn hình nó xuống dòng chưa nhá. Ấy thì mình nhấn mạnh một cái điều trong ví dụ này, cô nhấn mạnh rất là đơn giản thôi. Tóm lại là code thì mình biết xuống dòng, nhưng không có nghĩa là giao diện nó xuống dòng. Đấy, thì các em hiểu cái phần code này chưa? Bây giờ các em thử viết giúp cô một bài thơ nhá. Mỗi bạn thử viết giúp cô một bài thơ lên trên màn hình nhá. Đấy. Ok nhá. Cảm ơn em đã xem màn hình.